và Trung ương thông qua quyết tâm chiến dịch thì Trung ương cử hai ủy viên Bộ Chính trị vào. Một là ông Văn Tiến Dũng, lúc đó Bộ trưởng Quốc phòng, trực tiếp làm chỉ huy trưởng chiến dịch. Cái người thứ hai là ông Lê Đức Thọ, là ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vào nằm trong ban lãnh đạo Bộ chỉ huy chiến dịch. Và hình thành lên phương án tác chiến là 5 cánh quân, 5 mũi tiến công. Thì đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh là lúc đó là Tư lệnh Phó Bộ Chỉ huy Chiến dịch, nhưng lại kiêm Tư lệnh trưởng cánh quân Tây Nam, tức là đoàn 232, tương đương một quân đoàn. Và cái nhiệm vụ của hướng này có thể nói là một trong năm hướng, là một hướng khó khăn nhất nhưng mà quan trọng nhất. Bởi cái hướng đấy là đánh từ đồng bằng sông Cửu Long đánh lên, mà đồng bằng sông Cửu Long là kênh rạch chằng chịt sình lầy, mà mình là tổng tấn công, là cho nên là lúc này pháo là pháo lớn, xe tăng, vũ khí hạng nặng, mà đi trong cái địa hình này là khó khăn lắm. Thứ hai là nhiệm vụ, cái hướng này rất quan trọng, là mình dự kiến là lúc đó một cái lực lượng lớn quân địch ở là vùng 4 chiến thuật, tức là miền Tây Đô, Cần Thơ, do tướng Nguyễn Khoa Nam chỉ huy đấy. Nguyễn Khoa Nam là anh ruột của ông Nguyễn Khoa Điểm ấy. Là nó sẽ lên ứng cứu cho Sài Gòn, hoặc là khi có nguy cơ thì Sài Gòn nó sẽ, đó là hướng di tản, thấy chưa, của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngụy quân ngụy quyền, nó sẽ về Tây Đô, về Cần Thơ, và nó sẽ ra biển, Mỹ nó sẽ đón ngoài. Cho nên cái hướng này là một nhiệm vụ quan trọng, là phải cắt đứt quốc lộ 4, là quốc lộ từ Sài Gòn đi xuống dưới Cần Thơ. Và cùng với các hướng khác tiến công dồn dập mãnh liệt, đúng thời gian hiệp đồng, mà vượt sình lầy, là hướng rất khó khăn. Thì khó khăn nhất thì trên tin cậy giao cho tướng anh, lúc đó ông Hai Tưởng, tức Lê Văn Tưởng là chính ủy, còn anh là tư lệnh. Với cái kinh nghiệm đã chỉ huy trực tiếp quân khu 9 ở giai đoạn sau Mậu Thân, từ 1969 đến 1973, mà trong cái bài ở đấy đó, bài Những Tư Duy Chiến Lược, tôi đã nói rất kỹ, là cụ đã chỉ huy cùng với ông chính ủy và bí thư đảng ủy là ông Võ Văn Kiệt, hai ông là phương Tây nó bình luận là một cặp bài trùng, mà lãnh đạo quân khu 9 chỉ huy quân và dân quân 9 là đánh bại cái chiến dịch tràn ngập lãnh thổ của 75 tiểu đoàn ngụy Sài Gòn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở cái giai đoạn trước. Cho nên cụ anh là rất có kinh nghiệm của cái địa bàn này rồi. Cho nên là có những nơi là cụ anh bảo rất cảm động, là dân dỡ cả nhà, thấy chưa? Mà nhà gỗ, mà ở miền Tây gỗ là quý lắm, gỗ lim gỗ gì là đưa ra hết, thấy chưa? Ném xuống lát để cho xe tăng đi, vượt sình lầy. Có những chị như là trong hồi ký này tôi nói là chị tên là Sứ, sau này anh hùng đấy, mà lội ngập đến đây này, nhưng chỉ huy dân quân, thấy chưa? Suốt một ngày một đêm thế, là cùng với bộ đội để giải quyết vượt sông cho bộ đội. Thì đấy là một cái kỷ niệm, mà cái cánh quân của tướng Lê Đức Anh đánh từ Tây Nam lên là hoàn thành đúng hiệp đồng, đúng vị trí các mục tiêu trên đánh và đúng thời gian quy định. Làm một cái, và hướng của đoàn 32 cũng là một trong những hướng vào Dinh Độc Lập của cái thời điểm 11 giờ. Thì tranh nhau có vài phút thôi, tranh nhau vài phút. Cái quân đoàn 2, xe tăng của quân đoàn 2 của tướng Nguyễn Hữu An là vào cái thì quân của Lê Đức Anh cũng vào Dinh Độc Lập.